Em chào các bác. Hôm nay em mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ vai bò rất là tuyệt đẹp đến từ Đức. Thương hiệu của chiếc này thì rất là nổi tiếng, được nhiều anh em biết đến. Đó là thương hiệu Hemley. Đấy. Các bác nhìn mặt số rồi. Chiếc này thì các bác nhìn đồng thể, nó có những cái lẹp, những cái đường viền vàng. Đấy, nó rất là tinh. Đấy, rất là tinh xảo. Mặt số tất cả các góc cạnh đều còn rất rất là đẹp. Hàng bên em thì mới làm nhưng mà chiếc nào cũng tuyển chọn để cho các bác về các bác sử dụng. Các bác nhớ bên Thắng Audio không chỉ cung cấp những cái dòng sản phẩm âm thanh hàng nội địa Nhật, Mỹ, Anh, Đan Mạch, còn ngoài ra thì bên em đây còn về rất là nhiều các cái dòng vai bò để cho các bác vừa chơi loa vừa có thể chơi luôn những cái dòng sản phẩm vai bò như bên em đánh về. Dòng vai bò này thì có cái thiết kế nó rất là sang trọng. Các bác nhìn ngang của cái chiếc đồng hồ vai bò 51 và cao khoảng tầm 20 cm. Đấy, các bác nhìn nó rất là tinh tế và đẹp, tuyệt vời là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn mặt thì là tuyệt tuyệt là đẹp luôn. Đấy, còn bây giờ em sẽ đi từng góc cạnh và em quay máy ở đằng sau để cho các bác ngắm về cái độ nguyên bản của chiếc đồng hồ. Nhìn thôi thì đã muốn sở hữu ngay rồi. Đây là chiếc khóa các bác nhé, gông, máy thì các bác nhìn. Chiếc này thì sở hữu 5 gông, máy thì vàng ươm, cực kỳ là đẹp, nguyên bản, hàng zin đét toàn tập luôn. Số các bác có thể nhìn thấy số ở bên trong. Em sẽ quay kim để cho các bác nghe chuông. Em sẽ quay để cho các bác nghe chuông nhé. Các bác nhìn máy. Tiếng chuông thì rất là ngân vang. Đấy. Em quay sát để cho các bác ngắm cái độ đẹp và nguyên bản của chiếc Hemley. Tuyệt vời là đẹp luôn. Rất là vang, rất là vang vọng luôn. Đây, cái dây lên cót này, cái khóa tay lên cót. Đấy, các bác có nhu cầu về sản phẩm vai bò thì cứ alo cho em sẽ chụp chi tiết từng sản phẩm một để cho các bác cùng chọn và chiêm ngưỡng. Chiếc Hemley đến từ Đức thì các bác có nhu cầu thì alo cho em theo số 0983698887, số điện thoại của Viettel. Em sẽ để giá ở tiêu đề tin. Giá thì cực kỳ tốt với một chiếc đồng hồ tuyệt vời là đẹp đến từ Đức. Em xin cảm ơn.